xe nhiều ghê, ô nhiều ghê, người đi qua người đi về, phía bên đây cũng thế thôi. Bên lề đông ơi là đông, từ bên trong rồi ra ngoài, nóng bức là thế đó. Bốc khói từ bao giờ cứ muốn nổ tung lên, nào ngờ có Nasty đang chờ, nóng bức liên tiếp.